Hello, chào bạn, chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ bước sang năm mới 2019 rồi. Và để chúc mừng năm mới, hội đồng Liên Quân Mobile ra mắt sự kiện năm mới, mùa hạng mới, tưng bừng quà tới, tức kể từ ngày 1 tháng 1 2019 nha anh em ơi. Đầu tiên chính là mùa hạng mới, tức là mùa 9, các bạn sẽ được trang phục miễn phí Skirt Quang Vinh. Thứ hai là tính năng VIP, kể từ ngày 1 tháng 1, các bạn có thể chơi được trang bộ trang phục Seriel Kim Xí Điểu lần đầu tiên ra mắt và chỉ có trong tính năng VIP nha. Cùng với đó là sự kiện đánh hạng không rớt sao từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1 anh em ơi. Đăng nhập nhận một thẻ MVP trên ngày, thắng một trận hạng nhận được một thẻ MVP trong ngày và tối đa các bạn sẽ nhận được 2 thẻ MVP trong suốt chuỗi sự kiện này và thẻ sẽ có hiệu lực trong 72 giờ khi bắt đầu nhận được. Công dụng dùng để nhân 2 sao khi thắng hoặc không mất sao khi thua. Tiếp đó là sự kiện ô trỏ kỳ diệu kể từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1 2019 anh em ơi. Đăng nhập vào trò chơi nhận một lượt quay miễn phí mỗi ngày và các phần thưởng có thể nhận được đó là iPhone XS Max, loa JBL, tai nghe Beats, bộ quà sinh nhật hấp dẫn, thẻ thực tướng trang phục, vé quay kho báu, giấy vé bùa bậc A. Cuối cùng chính là sự kiện điểm danh đăng nhập tháng 1 2019. Rất đặc biệt anh em ơi, các bạn chỉ cần điểm danh trong tháng 1 nhận thẻ đổi trang phục Mga Hề Cung Đình hoặc Tara Đại Tù Trưởng nha. Như vậy chỉ trong tháng 1 này sẽ có 2 trang phục miễn phí anh em. Đầu tiên là Skirt Quang Vinh, thứ hai là 1 hoặc 2 trang phục Mga Hề Cung Đình hoặc là Tara Đại Tù Trưởng. Các bạn nhớ chơi game vào ngày 1 tháng 1 để nhận quà nha. Xin con tìm giữ lối, tìm giây phút nghẹn lời. Anh đang chờ cho em đồ. Ai đó mang em đi rồi, sao cho những người mơ. 1, 2, 3, 4 ngày, có chắc với nhau sẽ đi. Chắc do anh vô tâm hay tình em đã phôi phai nhạt nhòa. Anh xin em cho anh giữ lấy một câu, sao đôi ta lại xa nhau, sao hai ta không thể nắm chặt bàn tay em. Anh biết sẽ có hôm nay em luôn đi cùng với ai, đôi tay anh giữ như thế nào. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau. Nhiều trong gai kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua.
Từ khi em qua nơi này, lòng anh thấy vui biết mấy. Rồi nắng sớm mới âm vẫn chưa vơi, còn tiếng vang tiếng ca vui cười vì em mang niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời. Và anh sẽ nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm, không như gió mây thoáng qua. Hãy đưa đôi tay anh nắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm. Hãy đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi nhắm. Nhưng cũng chỉ vì thế nên em lánh xa anh quá lạnh lùng. Vì nhau nhưng sao lại giống như mình cách xa nhau đêm muôn trùng. Làm sao cho anh được sống như ngày đó vui đùa chẳng ngại ngùng. Và điều anh làm khi ấy là sai hay là đúng? Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em không thể phai phôi. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em ở rồi. Vì lánh xa anh quên em chỉ còn lại bóng đôi. Bây giờ em thật bước đi mà anh chẳng thể kiếm tìm. Vì sao không nghĩ suy, vì sao anh cứ đắm chìm. Lệ hoàn cay quên đi gió đông xa, lạnh buốt con tim. Nhưng ngọt ngào xưa nay cũng chỉ là kỷ niệm. Giá như anh làm im, keep silent, keep, keep, keep silent. Rồi mai yêu chỉ mỗi em trong đời. Anh rất yêu em. Sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm. Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt. Ngày thơ đó em hứng hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ. Đợi chờ đôi mắt muốn anh ngạnh ngó sang anh thân thờ. Bơ phờ đôi mắt mơ anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn. Vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong bờ môi mộng rất khó. Vì lo trong trái tim em đã có anh. Nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đâu.
chấp nhận một người cần thật mới yêu em, chỉ cần được lại gần em là tất cả, lo lắng suy tư tan dần, nhiều lần anh lo sợ mất đi hình bóng thân quen, xin như là thiên đường đừng anh đừng lắm lỡ bởi vì em chỉ là duy nhất người ơi em đừng lắc câu lắc câu lắc câu lắc cái đầu, chỉ là yêu thương không cần mắc cơ mắc cơ mắc cơ mắc cơ đầu, anh cứ lặng phía sau nhưng điều anh mong là có nhau, nếu đã lỡ yêu nhau rồi thì tha thật đi cần chỉ phải giấu. Người yêu ơi yêu thì có gì sai, có sai đâu, không là anh thì ai, để anh đưa em về là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế, và người yêu anh nhé baby. Xấu xí chứ không xấu xa, xấu xí chứ không xấu xa, đứa con ngoan nhất nhà, thế nên em đừng có lo xa, không có người thứ ba, tình yêu anh trao cho riêng mỗi mình em nhé. Sẽ nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm, không như gió mây thoáng qua. Hãy đưa đôi tay anh nắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trong năm. Hãy đặt bờ môi lên bờ môi để đôi nhìn nhắm. Anh biết anh chẳng thể bằng người nào đã cho em thật nhiều lời ngọt ngào cũng như gió mây bay thoáng qua thôi em à. Một người em sẽ nhận ra khi em là mama, còn anh là papa. Khẳng định cho em nghe một câu này em nhé, anh xấu xí chứ không xấu xa. YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,